Osaka Japan Nhật nhá, hiệu Takisawa. Đấy. Đấy thì em sẽ đi đằng sau này. Rồi em sẽ đo kích thước nha. Lỗ của con này á là nó đang được là 35 mm nha. 35 mm. Rồi em đo cái đường kính bơm cặp này là 190. 190 qua bơm cặp ha. Rồi đo qua băng lô. Tâm lỗ là 20. Tâm lỗ qua là 20 nhá. Rồi. Đây bàn dao này rất đẹp đây. Bàn dao này là nó chưa bị chảy xước nha. Bàn dao chưa bị chảy xước. Em đo ở đây là nó 101 nhá. 101 nha. Chống tâm thì 550. Ok. Thế con này tổng chiều dài nhá, bây giờ em đo tổng chiều dài ha. Tổng chiều dài của con này là 1m6 nha. Đây. Tổng chiều dài 1600. Đó, máy tiện đấy nhá. Tổng chiều dài 1600 mm, hiệu Takisawa. Số nhỏ nhất là 83 vòng phút, số lớn nhất là 1800 vòng phút nha. Anh em có nhu cầu con này liên hệ với em 0938 312 207. Em sẽ ưu tiên và bớt giá cho bác nào gọi điện cho em trước nhé. Trong ngày hôm nay em cảm ơn các bác.